bà Hỏa ghé thăm công ty sản xuất giấy ở Bình Dương. Ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy ngùn ngụt, khiến nhiều công nhân phải bỏ chạy. Chiều ngày 16 tháng 3, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được đám cháy lớn xảy ra một công ty chuyên sản xuất giấy. Đám cháy xảy ra tại công ty chuyên sản xuất giấy nằm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo một số công nhân, vụ cháy xảy ra khoảng 13 giờ trưa cùng ngày, khi phát hiện có khói bốc lên thì các công nhân hô hoán nhau dập lửa nhưng không thể dập tắt. Ngọn lửa bốc cao và lan nhanh vì trong công ty toàn vật liệu dễ cháy. Sau đó, đám cháy bao trùm khu vực nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Dương đã điều động 9 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Đến hơn 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản đã được khống chế. Nhưng một phần khu nhà xưởng bị đổ sập, nhiều máy móc và tài sản bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân của vụ cháy điều tra làm rõ.